chuyện đời thực của ni cô Huyền Trang trong phim Biệt động Sài Gòn. Quý vị và các bạn thân mến, Biệt động Sài Gòn là cái tên khiến quân địch hoang mang với những trận đánh cảm tử, cam go, làm nên chiến thắng oanh liệt. Nhiều trận nổ súng, gài mìn, bắt cóc, trao đổi tù binh, những cuộc tấn công theo kiểu du kích chớp nhoáng khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ, luôn đề cao cảnh giác. Trong đội quân ấy có một chiến sĩ đầu không có tóc, y phục màu lam, góp phần làm nên tên tuổi của Biệt động Sài Gòn. Đó là ni trưởng Thích Nữ Diệu Thông. Ni trưởng đã anh dũng kiên gan như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Tuổi thơ đi tu để làm cách mạng. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thông, tên thật là Phạm Thị Bạch Liên, sinh năm 1931 tại quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc, nay là huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, nhiều người lại quen thuộc với tên gọi Sư cô Huyền Trang, nhân vật trong phim đã đi vào ký ức của công chúng về một người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất, dù bị khảo tra khắc nghiệt nhưng vẫn bền lòng, chặt dạ với cách mạng, với non sông. Ni trưởng vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống tu học và yêu nước. Song thân của bà đều xuất gia đi tu. Thần phụ là cụ Phạm Văn Vọng, xuất gia trở thành hòa thượng Thích Giác Quang, sinh năm 1891, mất năm 1969. Cụ đã khai sơn chùa Thất Bửu, Châu Thành, An Giang, chùa Thất Bửu, chùa Phật Nhỏ ở núi Cấm, An Giang, chùa Kim Bửu, Đồng Tháp và các chùa Liên Trì, Tam Bảo, Trúc Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Những nơi này đều là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng. Thần mẫu của bà có tục danh Tô Mỹ Ngọc, xuất gia trở thành ni trưởng Diệu Tịnh. 7 tuổi, lắc lư chỏm vá trên đầu, bà có tên gọi mới là chú Tiểu Thông. Nào biết việc tu tập là gì, chỉ sớm tối tụng kinh, niệm Phật, ăn chay giống cha mẹ. Chú Tiểu Thông biết cha lén đem lư đồng, chuông đồng trong chùa hiến cho cách mạng để đúc súng tự tạo, đúc đạn. Mẹ nấu cơm chảo lá sen, gói bánh tét để ủng hộ bộ đội du kích xã nhà. Chú Tiểu Thông hiếu động, nhanh nhẹn, hàng ngày vai mang thùng bánh kẹp đi bán khắp thôn xã, đi vào đồn lính Pháp lân la vô tư. Nhờ nắm rõ mọi chi tiết về sinh hoạt, chiến đấu của lính đồn, chú bỏ nhỏ với bộ đội, góp phần đánh tan nát đồn lính. Nhưng chú chưa biết, đó là làm cách mạng, là yêu nước. Dẫu vậy, những chi tiết ấy ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của bà. Năm lên 10, cha cho bà nhập học ni chúng chùa Phước Huệ ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Ở đây, bà được ni sư Diệu Hoa, một chiến sĩ cách mạng khoác áo cà sa, nhờ đem thuốc, thức ăn để đi tiếp tế cho cán bộ. Bị lộ, cha gửi bà ra Huế, gặp hòa thượng Thích Trí Thủ, viện trưởng Phật học đường để tu học kinh luật. Năm ấy miền Trung bị lũ lụt, ni cô Diệu Thông theo đoàn xe của ni viện Diệu Đức đi phát gạo, phát thuốc cho dân nghèo. Chiếc xe chạy thẳng vào chiến khu tiếp tế cho cách mạng. Đường xa lầy lội, lại thêm thấp thỏm để phòng giặc phát hiện, chiếc xe bị lật cua. Mọi người bình an, trừ ni cô Diệu Thông bị thương ở đầu, kẹt lại trong cabin. Tai nạn được giữ kín, nhưng rồi vẫn bị lọt ra ngoài. Những người có liên quan, bao gồm ni cô Diệu Thông, bị ni viện đuổi học, giải vây khéo, xem như vụ việc đã được xử lý đến nơi đến chốn. Giây phút rời khỏi ni viện, nỗi buồn thấm ướt lòng ni cô. Hòa thượng Trí Thủ khuyên nhủ: "Thôi, con hãy về quê, thưa với hòa thượng Giác Quang rằng thầy thất hứa không bao bọc được con học đến thành công. Đừng trách thầy nghe con. Đó cũng là do từ lòng thành của Phật dạy phải độ chúng sinh khi đất nước đang hồi tai ương tang tóc. Sự việc này không giống, nhưng cũng như cha con hồi nào đã mang đại thần chung, Phật đồng, lư hương của chùa Kim Bửu đi hiến cho Bình Công xưởng đúc đạn cứu nước. Vậy thôi." Nghe lời hòa thượng Trí Thủ, ni cô buông bỏ tiếc nuối về con đường học vấn, quay lại miền Nam. Nhưng bà không về Đồng Tháp, nơi quê cha đất tổ, cũng không về An Giang, nơi cha tu hành, mà chọn dừng chân tại Sài Gòn. Nữ biệt động áo lam. Từ Huế, bà trở về miền Nam vào năm 1959. Lúc này bà thực sự bàng hoàng, thảng thốt khi chứng kiến sự tàn độc dã man của giặc xâm lược. máy chém lạnh lùng của chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện luật 10/59 đã lê khắp miền Nam, làm nhiều người kinh hoàng. Lúc này, người con của Phật mới ngộ ra chân lý của đạo tu hành. Cốt là cứu khổ, cứu nạn, không thể ngồi tu mà ngoài kia dân tình ai oán khóc than được. Phật dạy vô ngã, không phải là buông xuôi, buông bỏ hết, vô cảm trước chuyện bất bình, mà sống sao đừng vẩn đục, không bị người đời chê trách. Cứ như thế, bà quyết chí lên Sài Gòn, sống cuộc đời tu tập và thực hiện ý định táo bạo của mình. Bà đã xây dựng nên chùa Bổn Nguyện và dần phát triển nơi đây thành một căn cứ cách mạng. Nhờ cơ duyên, bà được dẫn dắt đến với cách mạng, trở thành chiến sĩ biệt động Sài Gòn, Gia Định, F100, lừng lẫy sau này. Từ đó, cuộc đời tu tập của Ni sư Diệu Thông sang trang mới. Chiến sĩ cách mạng không trong màu xanh áo lính, mà trong y phục lam thiền của nhà tu hành. Cách mạng cũng chính là vô ngã. Để có thể hoạt động cách mạng, ngày ngày bà cùng nhiều người tất bật làm nhang, làm tương. Giữa những nia động tường ấy là máy ngắm của súng cối, kíp nổ. Ở dưới nền đất là lu kiệu chứa súng đạn, thuốc nổ. Chùa Bổn Nguyện là nơi đánh máy, in truyền đơn và đem giải ngoài phố. Bà trở thành mắt xích không thể thiếu trong những hoạt động bí mật ở Sài Gòn. Được một thời gian, chùa Bổn Nguyện bị cảnh sát bắt đầu theo dõi. Tìm cách quấy phá không được, chúng đốt chùa và toàn bộ những ngôi nhà mái lá lân cận. Ni cô Diệu Thông bị địch bắt nhưng được trả tự do vì không đủ chứng cứ buộc tội. Sau đó bà chuyển về lữ đoàn 316, tiếp tục chiến đấu cho đến ngày đất nước thống nhất. Với Ni cô Diệu Thông, cách mạng được hiểu theo cách nghĩ. Cách mạng là cách xa cái mạng của mình, cũng có nghĩa là vô ngã. Từ đó mà những hiểm nguy, khó khăn, không gì có thể làm bà khiếp sợ. Triết lý nhà Phật và triết lý cách mạng đã hòa quyện vào nhau, hướng đến cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho bá tánh, nhân loại đại đồng. Từ một tu sĩ, nhưng phải tạm thời gác bỏ những ràng buộc của đạo, phá giới tu hành là một điều không phải đơn giản. Nhưng Ni cô Diệu Thông không bao giờ xem đó là điều ân hận, vì theo bà, tôi đến với cách mạng từ con đường đạo hạnh, giác ngộ ra chân lý chính nghĩa của cách mạng và đã bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ với bao hiểm nguy, thử thách đầy cam go. Toàn bộ tài sản là ngôi chùa Bổn Nguyện và Tam Bảo. Tôi đóng góp vào cuộc cách mạng giải phóng đất nước. Trong chiếc áo nhà tu, chúng tôi là những chiến sĩ cách mạng. Nhiều trận đánh xuất quỷ nhập thần của biệt động Sài Gòn làm cho địch hoang mang, cảnh giác, luôn có bóng dáng lam y của Ni cô Diệu Thông. Giọng trầm buồn xúc động, sư cô kể các trận đánh như Điện Cao Thế góc Trường Đua, Phú Thọ tháng 4 năm 1969, cư xá Hải quân độc thân Mỹ tháng 7 năm 1969, đánh xe chở 52 lính Mỹ tháng 5 năm 1969 và nhiều trận khác nữa. Kỷ niệm sâu sắc khi kể đã làm sư cô xúc động, đó là trận đánh xe buýt chở quân Mỹ cư xá đường Nguyễn Văn Thoại ra phi trường. Trận đó, Ni cô Huyền Trang làm nhiệm vụ dẫn đường, chỉ điểm để hai đồng chí nữ biệt động khác đánh xe. Nhưng khi xe Honda chở hai cô vừa tới thì xe buýt cũng vừa lăn bánh. Sợ lỡ mất cơ hội diệt lính Mỹ, 8A quyết tâm cho xe chạy theo. Cô ngồi sau rút chốt lựu đạn bỏ vào hông xe. Một tiếng nổ kinh hoàng, khói bốc lên nghi ngút. Hai nữ biệt động đã hy sinh một cách dũng cảm. Ni trưởng Huyền Trang nhìn hai xác đồng đội chết mà thân xác không lành lặn, đau xót quặn lòng mà không dám lại gần, không dám lại ôm đồng đội, bởi vì bọn cảnh sát và mật vụ bu quanh rất đông. Chuyện tuy qua lâu rồi, nhưng sư cô kể mà giọng nói cứ như tắc nghẹn. Sư nói, suốt đời hình ảnh đó không bao giờ phai nhạt. Đêm đêm, sư tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn hai đồng đội được siêu thoát. Năm 1969, Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam trao tặng Ni sư Diệu Thông huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Hòa bình, Ni cô Diệu Thông tiếp tục ở lại công tác tại phòng tham mưu Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Ban liên lạc Phật giáo yêu nước cho đến ngày nghỉ hưu. Nói về cuộc đời của mình, sư cô khái quát bằng mấy vần thơ sau: tuổi thơ chú tiểu quét lá đa, nửa xuân trước đánh đuổi giặc ma. Danh lưu sử nữ biệt động thành, nửa xuân giữa lăn lộn trầm kha. Lưng còm tỉnh mộng tâm linh hiện, chọn ngày dỗ mẹ quyết xuất gia. Bảo trì ngôi Tam Bảo trơn Tam Bảo, xuân rốt sau là một sư bà. Năm 1976, lực lượng biệt động Sài Gòn vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tặng 16 chữ vàng: đoàn kết một lòng, mưu trí vô song, dũng cảm tuyệt vời, trung kiên bất khuất. Năm 1985, bà được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng huân chương kháng chiến hạng nhất. Ngày 19 tháng 8 năm 2011, bà được Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng tặng kỷ niệm chương Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Năm 2021, Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài, Nhân lực, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng bà danh hiệu Hiền tài nước Việt về thành tích cống hiến lớn lao trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ghi lại đôi dòng về Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thông bằng tấm lòng tri ân của người được may mắn sống trong thanh bình, để nhắc nhở rằng cuộc sống hôm nay mà ta có được chính là nhờ xương máu của hàng triệu chiến sĩ đã hy sinh, những chiến sĩ biệt động thành F100 như Nico Diệu Thông. Chúng ta phải sống tích cực, cống hiến nhiều hơn, sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, những tấm gương hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó có Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thông. Còn bạn, hình ảnh Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thông đã để lại cho bạn những ấn tượng như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video và đừng quên theo dõi những chủ đề thú vị tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Chân Dung Lịch Sử trong suốt thời gian qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!